Tôi tên là Hồ Thị Mai, căn nhà 132 đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2. Nhà chúng tôi là nằm ngoài ranh khu quy hoạch mà bị cưỡng chế năm 12. Tôi có một cửa hàng bán và ở, cửa hàng vải chung bán sỉ và lẻ, chuyên cung cấp cho các cơ quan xí nghiệp đồng cục. Mà bây giờ từ hôm mà cưỡng chế đến nay là thất nghiệp, không có nơi mua bán. Và một cái căn nhà mà có chủ quyền rồi 90 mét, rồi quyền sở hữu của mình cũng nằm ngoài ranh quy hoạch, mà cũng bị giải tỏa, cưỡng chế. Giải tỏa cưỡng chế năm nào công an? Cưỡng chế năm 2010. Dạ. Nên cô rất là bức xúc. Chính vì cái nơi đây mà cô sinh và lớn lên ở đây, rồi cô sinh sống ở đây, tôi sinh sống ở đây, làm ăn muốn phát triển, nuôi con ăn học, có thằng con nuôi ăn học đi du học bên Úc, bị giữa đường như vậy, đi khiếu nại như vậy hoài, rồi con đang học nửa chừng cái là không có tiền để đóng, rồi con quay về bệnh có 6 ngày chết ở tuổi 27 tuổi đó cô, nên cô rất là bức xúc. Mà trong khi đó nhà cô ngày xưa giờ có nơi kinh doanh, có nhà ở, có một cái cuộc sống ổn định, có nơi có một cái cửa hàng, có một cái kiosk tiệm vàng là Kim Châu Phúc đó, cho thuê mà cũng không đền cho cô đồng bạc nào. Cô bức xúc, cô đi khiếu nại mười mấy năm nay. Như vậy là thu hồi cái nhà của cô các thứ là đền tổng cộng bao nhiêu cô? Nói chung là đền cái nào cũng đền, một căn nhà thì là đang cái kiosk không đền đồng nào. Dạ. Căn nhà thì đền là 45 triệu, đi khiếu nại mãi cho đến khi mà được rồi, đến cuối năm 16 là chưa được cái chung cư có mới được cái ra cái phiếu để ra cái văn bản cái quyết định là đã bán, tại vì không có làm ăn cái đi khiếu nại hoài đó, phải bán cái quyết định cái phiếu đó, bán cái phiếu đó. Rồi cái nhà là 90 mét thì là khi bị giải tỏa thì là bắt lấy cái chung cư, nhà đông anh em lấy cái chung cư, rồi cuối cùng cũng phải bán luôn. Cuối cùng là không ai có nhà hết, hiện giờ cô cũng không có nhà, ở trong khu tạm cư ổ chuột á. Hồi nãy mà Đức Định vô á thì cô đi xuống đây đó, thành ra là cô rất là bức xúc. Hồi xưa giờ nhỏ tới lớn ba mẹ sinh ra đi dạy học, rồi đi làm ăn buôn bán giải, nghĩ là cuộc sống của mình là về cái tuổi già là nó được ổn, nuôi con ăn học đàng hoàng. Hiện giờ còn một đứa con mới 11 lên mức 12, cô bức xúc lắm. Bởi vậy mà khi mà cưỡng chế vậy, cô chưa thấy cái dự án nào, những cái dự án đô thị mới của kia tàn ác lắm, cái phá vỡ cái quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Tất Thành Cang lúc bấy giờ ông dữ dằn lắm, rồi đã dạy ông Lê Thanh Hải nữa dùng bàn tay sắt, nó là cưỡng chế nhà dân mà lấy cái vòi mà rồng mà cái để xịt xăng á, để chứa xăng á, cái vòi đó mà để xịt á, cái nhà nè đang thấy cưỡng chế, cái nhà đang đóng cửa là tại vì cố thủ trong nhà là nhà của gia truyền á, nhà cô thì không có đấy, nhà gia truyền á thì lấy cái tường rung rinh, cái cửa sắt hả là bứng lên sập, tại vì cái vòi đó nó nặng lắm, nó mạnh quá, tại vì gia truyền cố thủ trong nhà đó, biết là nhà mình hoài ranh, mình tức quá nên đô thị mới Thủ Thiêm này tàn ác lắm. Nên hả, mình cái người dân đàng hoàng thì không phải chí phèo mà thành chí phèo, tới ngày cái phải đến nhà các quan chức rồi các chỗ ông làm việc để kêu cứu. Mà thật ra là người dân quan Thủ Thiêm đâu có muốn đâu, mà tại vì không còn con đường nào lựa chọn, đi ra ngoài Hà Nội 47 ngày
khí hậu thì nóng bức, hai người thì tay chân mỏi, người thì là bệnh, phải đến khám bệnh, người phải vô bệnh viện, nên người dân đau khổ, nên người dân qua bệnh thi khổ, không biết cái gì. Sau này mà có đền lại thỏa đáng cho người dân đó là gì? Còn về tinh thần và vật chất thì đền như thế nào? Đó. Mà tôi thấy là chính quyền quận 2 là còn vô cảm với dân lắm, còn vô cảm với dân lắm. Không, tôi thấy nhân viên với lại những người mà làm việc ở quận 2 còn vô cảm với dân lắm.